chào anh em nhé. Đây, hôm nay em xin giới thiệu dòng mồi câu tổng hợp này của hãng Tuấn Anh này. Để anh em xem này. Mồi thì rất đơn giản này, hiệu quả cho câu lục, câu đài cũng như là câu lăng xê nha anh em nhé. Đây, hôm nay em đi test cho anh em xem. Hôm nay em dùng con Daiwa này. Xuống là test đây anh em xem này. Đây, hôm nay dùng con 5m4 này. Bây giờ em sẽ test cho anh em xem nhé. Lên cá luôn nha anh em nhá. Nói chung là dòng mồi này thì em thấy đánh là rất là nhạy anh em ạ.